Câu chuyện Bác Gấu Đen và Hai Chú Thỏ. Tập 3. Xin chào các bạn, mình là Bác Gấu Đen đây. Đây là căn bếp mới của nhà mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn món trứng rán. Trứng rán nha các bạn. Đầu tiên các bạn đập trứng vào bát, cho hành, thái hành vào và cho vào. Sau đó các bạn ngoáy đều lên, cho tí muối vào, ngoáy tít thò lò lên nhá. Sau đó các bạn bật bếp, cho chảo lên, mở dầu ăn rồi cho dầu ăn vào. Đợi dầu nóng thì chúng ta bắt đầu đổ trứng. Ôi, thơm quá, thơm quá, đã cho ăn với. Ủa, từ từ nào các cháu, còn chín nữa chứ. Ăn với. Đây rồi, ăn thôi.